Vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị với chủ đề Quảng bá kết nối sản phẩm làng nghề, góp phần đẩy mạnh thương hiệu Việt Nam năm 2020. Theo báo cáo của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, hiện nay hoạt động sản xuất của các làng nghề đã thu hút 30% lao động, tạo việc làm cho khoảng 11 triệu lao động nông thôn. Cả nước có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 1.864 làng nghề truyền thống và 115 làng nghề truyền thống đã được công nhận. Số hộ và cơ sở ngành nghề ở nông thôn tăng lên với tốc độ bình quân 8,8 đến 9,8% một năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của làng nghề khoảng 15% một năm. Hội nghị quảng bá kết nối sản phẩm làng nghề góp phần đẩy mạnh thương hiệu Việt Nam năm 2020 được tổ chức nhằm chia sẻ các kinh nghiệm, khó khăn, trở ngại trong thực tiễn quá trình triển khai công tác quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm làng nghề, là cơ hội để các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất làng nghề, các nghệ nhân, hợp tác xã, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trao đổi, đề xuất một số biện pháp khuyến khích phát triển những sản phẩm, mặt hàng là lợi thế của các vùng miền, tỉnh, thành phố trong cả nước, xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm làng nghề giữa các doanh nghiệp, hộ sản xuất, hợp tác xã với các đối tác chuỗi phân phối, đồng thời chia sẻ, kiến nghị định hướng tuyên truyền, quảng bá kết nối thị trường cho sản phẩm làng nghề trong thời gian tới, đề xuất các chính sách khuyến khích, ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển và tiêu thụ sản phẩm làng nghề, xây dựng thương hiệu làng nghề, giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các làng nghề của Việt Nam, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.